Mình mất khảo, Trinh Thiên, nhỉ khái khảo mà. Xin chào mọi người, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái việc mà mình học tiếng Trung như thế nào, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Để mọi người nếu mà ai có nhu cầu muốn học thì có thể tham khảo nhé. Đầu tiên thì trước khi vào video thì mình sẽ nói qua một chút. Cái trình độ tiếng Trung của mình bây giờ thì hoàn toàn không phải là cao siêu gì đâu, mình chỉ mới có thể nói và đọc được khoảng mấy trăm từ thôi. Cho nên là những cái thứ mà mình chia sẻ ấy, thì mình nghĩ là nó phù hợp với cái khả năng học của mình. Còn nếu mà bạn muốn biết nó có phù hợp hay không với bạn thì bạn phải thử. Và nếu cảm thấy nó không phù hợp thì hãy chọn thêm những cái phương pháp học khác nữa. Tại vì là cái khả năng học của mỗi người là một khác nhau, cho nên mình nghĩ là các cái phương pháp học nó cũng sẽ không giống nhau và nó sẽ hiệu quả với tùy từng người khác nhau. Thì ok, vậy là mình sẽ không dài dòng nữa mà mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Điều đầu tiên mà mình muốn nói với mọi người là hãy bắt đầu như một trang giấy trắng với một người chỉ dẫn có uy tín và có trình độ. Thì tại sao mình lại nói với mọi người là nên có thầy cô giáo kèm cặp chỉ dẫn khi mà mình mới bắt đầu học? Tại vì theo cái cá nhân của mình nghĩ thì cái việc học ngoại ngữ, cái việc mà quan trọng nhất trong cái việc học ngoại ngữ đó chính là cái việc học phát âm. Thì trong tiếng Trung nó còn có thêm cả cái phần thanh điệu nữa. Đó, thì khi mà bạn mới bắt đầu học ấy thì bạn sẽ phải học làm sao phát âm sao cho nó tròn vành rõ chữ và cho nó được đúng nhất, tức là cái cách đặt lưỡi, cái cách để lưỡi ở đâu đấy cho nó đúng để phát âm được chuẩn nhất. Và tiếp theo đến thì khi mà mình học ấy, khi mà mình có thầy cô giáo hướng dẫn cho mình thì mình sẽ được họ chỉ ra cho mình cái lỗi sai. Tại vì rất là khó để mình có thể vừa tự nói, vừa tự nghe và tự phát hiện ra lỗi sai, đúng không? Thì khi mà mình có một cái người có kinh nghiệm hơn mình, họ chỉ dẫn cho mình và chỉ ra cái điểm sai đó thì mình sửa sẽ rất là nhanh và mình sẽ tiến bộ rất là nhanh. Nói thật ý, thì cái giai đoạn đầu lúc mà mình mới học ấy thì bản thân mình nghe bốn cái thanh điệu của nó mình không thể phân biệt được rõ ràng và mình phát âm mình nói các dấu nó cũng lung tung beng hết cả lên chứ nó cũng không được rõ. Thì cái giai đoạn đầu học thật sự là rất là khó. Nhưng mà chỉ cần mọi người vượt qua được cái giai đoạn này thì cái việc đọc pinyin và học nó dễ hơn rất là nhiều. Cái quan trọng là mọi người cũng phải học đọc được cái pinyin một cách đúng thì sau đó mọi người có thể tự học lên nó dễ hơn. Đối với nhiều người mình nghĩ là mọi người sẽ nói rằng cái khả năng tự học của họ rất là tốt và không cần đến người hướng dẫn thì ok, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Bởi vì có một số người thì họ có cái khả năng tự học rất là tốt thì họ cũng không cần đến giáo viên hay người hướng dẫn. Thế nhưng với cái kinh nghiệm riêng của mình thì mình nghĩ những cái cơ bản và nền tảng nhất với sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm thì bạn học từ cái gốc rễ lên rồi thì sau đó bạn tự học các thứ khác thì nó sẽ dễ hơn và sẽ không bị sợ sai. Tại vì nhá, nếu mà ngay từ ban đầu mà mình bị học sai ấy thì cái sai đó nó có thể theo mình cả một cái quãng thời gian sau này rất là lâu và đến khi mà mình phát hiện ra là cái đó là cái sai và mình muốn sửa thì nó đã bị thành cái thói quen của mình rồi và rất là khó sửa. Thì đó lúc đấy mình sẽ bị mất nhiều thời gian hơn để sửa cho cái việc phát âm hay là những cái lỗi cơ bản đó. Thì ngay từ đầu mình nếu mà có người được có thầy cô chỉ dẫn và mình được học đúng thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian đó hơn. Với mình thì mình thấy có hai cái giai đoạn khó nhất cho cái người mới bắt đầu học là phần học phát âm, trong đó bao gồm cái phần ghép âm này, đọc pinyin và thanh điệu vân vân, và phần thứ hai đó là phần ngữ pháp. Thì bởi vì sao? Cái ngữ pháp của tiếng Trung ấy thì nó lại ngược hẳn với tiếng Việt, cho nên là cái lúc đầu mà mình học thì mình thấy rất kiểu hoang mang và hại não luôn ấy. Vì cái lúc đó mình ghép câu và xếp câu theo trình tự của tiếng Việt. Tức là cái lúc mà mình nói ra mồm thì mình nói bằng tiếng Anh, à nhầm, mình nói bằng tiếng Trung. Thế nhưng mà trong cái đầu của mình nó tư duy ngữ pháp thì nó lại sắp xếp câu theo kiểu của tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, cho nên là cái câu tiếng Trung mình nói ra nó hay bị ngược lại và hoàn toàn bị sai ngữ pháp. Cho nên là để mà nói được một cái câu mà nó đúng ngữ pháp, nó tròn trịa ngữ pháp thì mình phải gọi là đấu tranh tư tưởng rất là nhiều thì mới có thể nói được. Đó. Cho nên là mình nghĩ là lúc đầu mà bạn có thầy cô giáo hướng dẫn chỉ cho nắm chắc được cái phần ngữ pháp này để mình không bị nói ngược nữa thì sẽ rất là tốt và học rất là tiện cho cái việc học sau này để cho nó đỡ bị sai. Mình biết là còn có rất là nhiều những cái thứ khác. Nếu mà bạn học về lâu về dài sau này chắc là sẽ có những cái thứ khó hơn. Thế nhưng mà đối với bản thân mình thì với những cái người mà mới bắt đầu học tiếng Trung thì chỉ cần vượt qua được hai cái giai đoạn là học về phần phát âm và phần ngữ pháp cơ bản là bạn đã có thể có cái khả năng tự học sau này rất là dễ rồi. Đó.
Ok, đến cái phần thứ hai thì bạn hãy áp dụng những cái thứ mà bạn yêu thích cho việc học. Ví dụ như là việc xem phim, nghe nhạc, nghe podcast, hoặc là xem tổ yin. Tổ yin nó là cái phiên bản, nó là giống cái TikTok mà bọn mình hay xem, nhưng mà gốc của nó tên là tổ yin phiên bản của Trung Quốc. Rồi xem YouTube, đọc sách, đọc cái sách mà được viết bằng một số lượng từ đơn giản. Đó, thì mình sẽ nói chi tiết từng phần một. Đầu tiên thì về cái phần phim Trung Quốc thì mình nghĩ là có rất nhiều người là fan hâm mộ của phim Trung Quốc, nhưng bản thân mình thì cũng không phải là fan kiểu 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 rất là cuồng phim Trung Quốc lắm. Mình cũng không xem nhiều lắm nhưng cũng có xem. Nhưng mà nhạc Trung, nhạc tiếng Trung thì mình rất là thích nghe. Khi mà mọi người thích một cái bài hát nào đấy, bắt đầu mọi người mới tìm cái lời pinyin của nó và chép lại vào tập hát. Thì cái việc đó cũng giúp mọi người luyện đọc cái pinyin một cách nhanh nhanh hơn. Đó. Tiếp theo đến là phần xem tổ yin nhá. Tổ yin là cái phần TikTok ấy, thì mọi người phải đao ở trên app. Mọi người có thể tìm trên mạng cái cách để đao tổ yin, tại vì phải là đăng nhập của cái quốc gia là Trung Quốc thì mới đao được. Cái đấy thì mình cũng không nói bởi vì có rất là nhiều cái video hướng dẫn để đao cái tổ yin về. Thế nhưng mà tổ yin thì thật sự là có rất là nhiều video hay và hấp dẫn, kiểu cũng nhiều trai xinh gái đẹp để mình xem ấy, cho nên là mình sẽ hào hứng hơn. Đó thì mình có thể xem để học phát âm theo. Thế nhưng mà cái việc mình học phát âm ở trên tổ yin thì cũng cũng tùy thôi, bởi vì là có rất là nhiều người họ có cái phát âm tiêu chuẩn, nói rất là rõ ràng và dễ nghe, nhưng cũng có nhiều người họ nói không rõ lắm đâu, cho nên là mình phải chọn người để mình nghe. Thế nhưng mà nó cũng, mình nghĩ nó cũng là một cái môi trường tốt để mọi người làm quen với cái việc mà nghe tiếng Trung nhiều hơn. Đó, về sách nhá, thì cái này mình thật sự highly recommend cho mọi người. Nó là một cái bí quyết để mình học được tiếng Trung một cách nhanh và dễ hơn. Bởi vì nhá, đầu tiên cái lợi ích của việc đọc sách này, cái đọc sách mà được viết bằng tiếng Trung thì nó làm cho khả năng nhận diện và nhớ mặt chữ lên rất là cao. Cái khả năng nhớ nghĩa của nó cũng rất là tốt. Vì nó là một cái dạng gọi là ông tổ của cái space repetition, tức là tiếng Việt là kỹ thuật lặp lại ngắt quãng. Nếu mà mọi người đã từng nghe đến cái kỹ thuật này rồi thì bây giờ nó đang rất là thịnh hành và rất là phổ biến trong cái việc việc học không những chỉ ngoại ngữ mà rất là nhiều bộ môn khác nhau. Đó, nó được áp dụng rất là nhiều trong cái việc học bây giờ. Nếu mà bạn biết tới cái thẻ từ vựng flashcard, là chính cái app flashcard này nó là sử dụng cái kỹ thuật này. Một từ nữa, một từ bình thường sẽ được lặp lại rất là nhiều lần, tới nỗi mà bạn sẽ phải nhớ nó một cách gọi là trong vô thức, mà nó đã tự động đi vào não bộ của bạn, là bạn sẽ tự động nhớ mặt chữ rồi nhớ nghĩa vân vân về cái từ đó. Và lâu 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 một thời gian nó lại xuất hiện và đảm bảo cái quá trình lưu vào bộ nhớ của bạn được trọn vẹn nhất. Chưa kể tới là cái việc đọc sách này, hay đúng hơn là những cái quyển truyện đó, với những cái quyển đó là của quyển kiểu truyện ấy, nó sẽ có cái sự hấp dẫn hơn hẳn là đọc những cái trang sách kiểu ở trong textbook, là tức là sách giáo khoa ấy. Bởi vì nó có tình tiết này, nó có drama rất là lôi cuốn. Đó, nó sẽ giúp bạn gọi là đọc để kiểu tò mò, tăng tính tò mò đọc hết xem là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Thì có một cái trang web thì mình sẽ để link ở trong cái video này để mọi người có thể vào tìm mua về đọc. Nó có tên là Graded Reader thì phải, mình cũng không nhớ lắm, Mandarin Companion. Mình sẽ để cái link video ở trong này. Có rất là nhiều cái level cho người mới bắt đầu. Level thấp nhất là Breakthrough Level, được viết bằng 150 từ tiếng Hán. Level 1 thì viết bằng 300 từ. Thì mình đang có vài quyển level breakthrough và level 1. Thì level cao nhất là level 2. Thì sắp tới mình dự định là sẽ mua một vài quyển level 2 để đọc. Thì mọi người có thể lên trên cái trang Amazon để mua. Nếu mà mọi người có Kindle là cái máy đọc sách ấy, thì mọi người sẽ download vào đó và đọc để cho nó đỡ đau mắt. Còn nếu không có thì mọi người chỉ cần tải cái app Kindle ở trên App Store là nó cũng có thể download về cái app đó và đọc như bình thường. Ok, vậy thì cái cách mà mình luyện thì là mình sẽ đọc nhuần nhuyễn để nhớ được mặt chữ đó. Xong sau đó thì mình sẽ đọc lại vài lần bằng miệng, đọc ra mồm ấy, để nhớ cái cách phát âm và luyện nói. Cái việc đọc sách này sẽ giúp bạn học được cái từ và ngữ pháp một cách cực kỳ tự nhiên và dễ hiểu, vì nó được đặt trong những cái hoàn cảnh, ngữ cảnh cụ thể. Cái mình thích ở những cái quyển ở bên Mandarin Companion này là bởi vì họ không hề đặt cái chữ pinyin ở phía dưới hay là trên cái dòng chữ Hán, thì cái việc này giúp bạn sẽ không bị phân tâm và bị dán mắt vào những cái chữ pinyin đó, mà mình chỉ tập trung vào cái chữ Hán thôi.
Họ sẽ để có một loạt cái gọi là từ điển ở đằng sau cuối cuối cùng của sách để mọi người có thể tham khảo nghĩa của nó. Bởi vì mọi người biết rằng ấy, mình từ trước đến nay sẽ luôn quen với cái chữ cái Latin, còn mình không quen với chữ chữ tượng hình như chữ Hán, cho nên là nếu mà đặt hai cái chữ đó cạnh với nhau thì mình chắc chắn 100% là mắt mình sẽ tập trung vào cái chữ cái Latin chứ mình sẽ không nhìn cái chữ Hán đâu. Cho nên là mình biết có rất là nhiều sách ấy, họ sẽ để cái chữ pinyin ngay ở dưới hoặc ở trên cái chữ Hán, thì thật sự là mình nhìn cái đấy mình cảm thấy nó rất là bị khó chịu ấy. Mình mắt mình nó sẽ chỉ nhìn vào pinyin thôi và nó sẽ không nhìn vào chữ Hán, thì nó sẽ làm giảm giảm cái tập trung của mình và sẽ làm giảm cái sự nhớ mặt chữ của mình hơn. Đó đó là một một trong những cái mà mình rất thích, một cái rất là thông minh ở trong những cái quyển của bên Mandarin Companion này. Tiếp đến thì sẽ là phần luyện nghe. Mình nếu mà mọi người có sử dụng cái app mà Google Podcast thì mọi người có thể follow một số cái kênh này, thì là mình cũng có follow vì mình thấy cái giọng của cái người nói rất là hay và dễ nghe. Thì đầu tiên là cái kênh đầu tiên là kênh Thinh Cu Sử Xuế Trung Quấn. Kênh thứ hai là Speak Chinese Naturally. Mình sẽ để tên ở trong cái video để cho mọi người tìm. Hoặc là nếu mà mọi người tìm ở trên YouTube thì có thể tìm các video của Ray C. Thì nghe chị nói rất là hay mà kiểu cũng tình cảm ý, nội dung mình thấy cũng hay nữa. Thì mình cảm thấy cái gì mà nó đánh vào tình cảm và cảm xúc của mình thì mình học cũng sẽ rất là dễ nhớ và dễ vào nữa. Có một cái app luyện nghe tiếng Trung khá là hay mà gần đây mình mới phát hiện ra, thì nó cũng sẽ tên là, mình sẽ để tên ở đây, tên là Tinh Tính FM. Thì trong đó thì nó có đủ các thể loại, tức là từ chuyện ngôn tình, chuyện tiểu thuyết, chuyện lịch sử, rồi kiểu radio các thứ đều có. Thì mình ấn tượng nhất là cái phần mà chuyện ngôn tình ấy, nó đọc kiểu rất là pro luôn, bởi vì mọi người cảm giác là trong cái chuyện nó kiểu có mấy nhân vật đi thì sẽ có mấy người lồng giọng lồng tiếng cho mấy nhân vật đấy, thế xong lại cộng thêm cả hiệu ứng âm thanh nữa, nghe kiểu rất là hay, mà mọi người cảm giác như mình đang nghe, mình đang kiểu xem phim ấy, rất là hay. Tuy là mình không hiểu lắm ấy, nhưng mà mình nghe mình thấy rất là lôi cuốn, thế nên là cũng tăng cái khả năng luyện nghe của mình hơn, mà giọng của họ cũng rất là hay nữa. Hoặc là mọi người có thể tham khảo những cái app lồng tiếng, những cái video mà ngắn ngắn ấy lồng tiếng. Thì app mình cũng sẽ để tên ở đây. App mà mình hay dùng tên là Pei In Xiu. Cái app này thì mọi người có thể lồng tiếng này để mình có thể luyện nói, luyện đọc. Đó, luyện nghe luôn, bởi vì cũng có những cái video người ta có nói sẵn cho mình để mình nghe. Ngoài ra thì không thể kể đến một số những cái app để học tiếng Trung. Khi mà mọi người học tiếng Trung thì mọi người cần đến những cái app để gọi là hỗ trợ trong quá trình học của mình. Ví dụ như là về từ điển, mình có một cái app là tên là Pleco, mình sẽ để tên ở đây. Cái app này thì cái đặc điểm của nó lại là dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh, nó không có dịch sang tiếng Việt, nhưng mà mình nghĩ là với cái trình độ tiếng Anh ổn ổn một chút là mọi người cũng có thể hiểu được. Bởi vì cái app Pleco này ấy, tất cả mọi người đều, mọi, mọi tất cả mọi người mà học tiếng Trung mình đều có sử dụng cái app này, bởi vì nó có, mình cảm thấy nó cái vốn từ, gọi là cái kho từ vựng của nó rất là phong phú và rất là nhiều, và dịch nó cũng rất là dịch rất là chi tiết nữa đó. Nếu mà từ điển tiếng Việt thì sẽ có từ điển Trung Việt, hoặc là Strokes Order. Strokes Order thì nó là cái app để mọi người tra cái cách viết tiếng Hán, tức là một 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 từ viết như thế nào, nét nào trước nét nào sau, thì nó sẽ có cái video cho mọi người để mọi người tập viết cho đúng. Tiếp tới thì OnKey là một cái app về thẻ từ vựng. Hanzi Dict thì là một cái app mà mình thấy rất là hay, mình cũng mới biết gần đây. Tức là trong cái app đấy nó có các cái bài test về trình độ từ HSK 1 đến 4. Nếu mà nhiều hơn, tức là HSK mà cao hơn thì mọi người phải trả tiền. Thế nhưng mà từ 1 đến 4 là mình được dùng một cách free, hoàn toàn free. Mà mình thấy cũng gọi là dùng free thôi là đã rất là nhiều cái tính năng và chức năng gọi là rất là hay rồi. Trong cái app Hanzi Dict đấy thì nó có cái chức năng dịch câu này, bao gồm luôn là có những cái thẻ từ vựng theo từng cái cấp độ của các cái HSK ấy, thì cũng rất là hay, nó soạn luôn cho mình để mình học. Tiếp đến thì phải nói đến một cái mà
mà mình rất là gặp khó khăn lúc đầu mình mới học ấy. Khi mà mình học bài thì sẽ có rất là nhiều từ mới đúng không? Mà cái lúc mà mình mới học thì cái vốn từ vựng của mình rất rất là ít, mình không biết nhiều từ mấy. Mình cần phải dịch ra để mình có thể làm được bài tập. Thì cái lúc mà mình gọi là như nào, cái chữ tượng hình ấy thì mình phải biết được cái pinyin của nó, mình viết ra thì mình mới dịch được từ. Nhưng tại vì cái từ đấy là cái từ lần đầu tiên mình gặp nên mình cũng không thể nào biết được cái pinyin của nó đọc là gì, mà cũng không thể suốt ngày đi hỏi thầy cô giáo là viết như thế nào, cho nên mình sẽ phải tự tra. Mà tra ngặt một nỗi lại lại phải biết cái pinyin của nó thì mới viết ra và tra được. Thì mọi người có thể áp dụng bằng cái cách là dùng cái Google Translate hoặc là cái Hanzi Dict đấy. Mọi người dùng cái phần công cụ là cái phần viết tay ấy, viết các nét bằng tay ra. Thế xong là nó sẽ hiện ra cái chữ và mình sẽ chọn và dịch ra bình thường. Đó, thì mình nghĩ đây là một trong những cái mà cực kỳ cần thiết cho những cái người mới học tiếng Trung, mà nhất là cần phải phải tra từ điển đấy. Thì khi mà mình không biết pinyin thì mình bắt buộc phải làm một cái cách nào đấy để viết nó ra được, để mình có thể dịch ra được. Đấy, nó nôm na như thế, mọi người không biết mọi người có hiểu ý của mình không? Nói hơi dài dòng nhưng mà thật sự là nó cũng hơi dài dòng thật. Ok, vậy thì là những cái tips mà mình chia sẻ với mọi người thì có bấy nhiêu thôi, mình mới nghĩ ra được bấy nhiêu thôi. Nghe thì nó cũng khá là nhiều nhưng mà mọi người chỉ cần chịu khó kiên trì và dần dần thì càng ngày sẽ học học nghe nói đọc viết tốt hơn một chút. Và mình hy vọng là mình trong tương lai mình có nhiều những cái ứng dụng hay là những cái tips mà học hay hơn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Ok, vậy thì video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.